bây giờ là một cái câu hỏi thứ hai mà Như Quỳnh muốn đặt cho bác sĩ, đó là việc bệnh nhân thoát vị đĩa đệm thì có sử dụng những cái dụng cụ nào để hỗ trợ kéo giãn cuộc sống hay không, mà bệnh nhân muốn tự thực hiện tại nhà đó. Và thứ hai nữa là đối với những người mà bệnh nặng bệnh nhẹ, cái mức độ bệnh khác nhau thì có cùng áp dụng được một cái dụng cụ đấy hay không ạ? Thứ nhất ấy, là hiện nay cái phương pháp kéo giãn cuộc sống thì nó từ cái đơn giản đến tạp rất nhiều, nhưng hiện nay thì là đối với cơ sở lớn và các nước phát triển và chúng ta đã nhập về là có cái giường kéo giãn. Thì thứ nhất là nó cấu tạo, một là khi anh đến đấy thì người ta sẽ tính được cái trọng lượng cơ thể anh để cần cái lực kéo giãn bao nhiêu, đây là cái rất quan trọng. Một, thứ hai là cái thời gian kéo giãn bao nhiêu. Đấy là cái máy móc, nó trên máy móc người ta cơ thể kiểm soát được. Thì đấy, hai là còn khi anh dùng cái dụng cụ mà đơn giản hoặc là tại nhà thì anh muốn thực hiện tốt thì phải được bác sĩ khám. Khám để biết là cái trường hợp của bạn là có kéo giãn hay không, cái đây rất quan trọng. Chứ không thể bạn có thể cho người ta tự dùng cái đai treo chẳng hạn, hoặc là kéo giãn ở nhà tốt nhưng mà bạn nghe cái người đó chưa chuyên môn, mà người ta chỉ là người sử dụng thôi, những người đó tốt với người ta nhưng có người khác không tốt. Vì vậy khuyên đầu tiên là bạn muốn sử dụng cái phương pháp kéo giãn này, dù ở nhà hay là đến trung tâm nào thì bao giờ người ta phải được bác sĩ khám cụ thể. Xem cái mức độ của bạn thoát vị có điều trị bằng phương pháp này được không hoặc là không được, nếu người ta phải có chỉ định rất chính xác thì hiệu quả nó càng là. Dạ vâng, vâng, cảm ơn bác sĩ về chia sẻ câu hỏi vừa rồi. Và câu hỏi cuối cùng mà Như Quỳnh muốn đặt cho bác sĩ trong cái phần cung cấp thông tin cho bệnh nhân là vậy thì bệnh nhân thoát vị đĩa đệm muốn tự kéo giãn tại nhà thì cần phải lưu ý điều gì và có nguy hiểm gì hay không nếu mà bệnh nhân tự làm tại nhà? Thứ nhất đấy là bệnh nhân khi kéo giãn ở nhà thì một, nếu anh không được khám và không được chỉ định thì tự đi làm thì nó rất nguy hiểm, thậm chí nó lại tăng làm bệnh lên. Đấy là cái nhất. Ví dụ như bạn thoát vị rồi, khi nó đã thoát vị thực thụ rồi thì hoặc là nó thoát vị nó giải qua cái đoạn mà nó vừa rồi, nó thoát vị ra thì nó có thể tăng thoát vị thêm lên. Đấy là một cái mà chúng ta lưu ý là phải được khám bác sĩ chỉ định. Như ngay chúng tôi ở trên đường đây, chúng tôi là có cái đai treo để giúp bệnh nhân tự điều trị ở nhà bằng phương pháp giãn. Nhưng bệnh nhân đến đây để mua cái đai đó thì được bác sĩ chúng tôi khám rất cẩn thận và xem trên phim và xin chỉ định bệnh nhân này mua được cái này có thể về điều trị thời gian như thế nào thì như đều có chỉ định rất cụ thể. Người được khuyên nữa là bạn muốn điều trị tại nhà bằng phương pháp kéo giãn thì phải được khám rất cụ thể. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi. Và thưa quý vị và các bạn, nếu như mà có bệnh nhân nào mà đã và đang sử dụng cái đai kéo giãn này mà muốn được bác sĩ của chúng tôi tư vấn sâu hơn về tình trạng của mình, sử dụng đai kéo giãn như thế nào là phù hợp, trong thời gian bao lâu tình trạng của bạn có sử dụng được hay không, thì vui lòng quý vị có thể liên hệ với Zalo cá nhân của bác sĩ thông qua số điện thoại là 090-884-9669, hoặc quý vị có thể gọi luôn vào số điện thoại này cho bác sĩ để bác sĩ tư vấn ạ. Và vừa rồi thì quý vị bà con đã được bác sĩ Nguyễn Bá Vượng cung cấp những cái thông tin kiến thức rất là cơ bản về phương pháp kéo giãn cuộc sống thoát vị đĩa đệm. Và Như Quỳnh hy vọng rằng là sau những cái câu hỏi và câu trả lời vừa rồi thì quý bà con đã được trang bị thêm những cái kiến thức rất là hữu ích cho bản thân mình trong quá trình điều trị thoát vị đĩa đệm. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với phần 2 của chương trình, đó là cùng giải đáp tất cả những câu hỏi của quý vị khán giả gửi đến trong chương trình live stream. Và những câu hỏi này thì Như Quỳnh lưu ý một chút là quý vị có 3 cách để quý vị có thể đặt câu hỏi cho bác sĩ của chúng tôi trong chương trình live stream ngày hôm nay. Đó là quý vị có thể comment trực tiếp trong video live stream này. Cách thứ hai là quý vị có thể kết bạn Zalo với bác sĩ thông qua số điện thoại là 090-884-9669. Và cách thứ ba đó là quý vị có thể gọi thông qua số điện thoại hotline như Quỳnh đọc vừa rồi, đó là 090-884-9669. Thì tại đây thì bác sĩ của chúng tôi có thể giải đáp chi tiết cụ thể nhất cho tình trạng bệnh của bạn. Và Như Quỳnh khuyến khích là quý vị có thể là kết bạn Zalo với bác sĩ để quý vị có thể là hỏi bác sĩ bất kỳ lúc nào, gọi cho bác sĩ bất kỳ lúc nào thì bác sĩ của chúng tôi đều có thể giải đáp được cho quý vị ạ. Và bây giờ thì Như Quỳnh sẽ quay trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay, đó là giải đáp tất cả những cái tình trạng bệnh của quý vị gửi tới trong chương trình ngày hôm nay.
Và như Quỳnh có lưu ý rằng là trong mỗi số live stream của nhà thuốc thì luôn luôn có tặng những cái thẻ vật lý trị liệu trị giá 500.000 rất là chuyên sâu cho những ai mắc bệnh xương khớp, hoặc là những cái bệnh nhân mà ở xa hai khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị đều có thể nhận được cái gói bột ngâm chân cũng hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp rất là tốt. Vì vậy thì quý vị hãy nhanh tay comment phần quà của mình muốn nhận và kèm theo số điện thoại để các trình dược viên của chúng tôi có thể dễ dàng liên hệ với quý vị và đặt lịch khám cũng như là gửi quà về cho quý vị ạ. Bây giờ như Quỳnh xin phép được đến với câu hỏi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên như Quỳnh nhìn thấy đó là câu hỏi của bạn Hảo ạ. Bác sĩ ơi, dạo này nhiều người mua đai kéo giãn thế ạ. Cái đó dùng có hiệu quả không? Có thay thế được việc nằm giường kéo giãn hay không ạ? Thứ nhất là bạn Hảo hỏi là cái đai kéo giãn ấy, thì đây là một cái phương pháp mà đã được nghiên cứu. Dạ. Một là kéo hiệu quả, bệnh nhân có thể tự làm được. Dạ vâng. Phương pháp mà một cái đơn giản hỗ trợ chứ không phải hoàn toàn thay thế được. Dạ. Có thể điều trị tại nhà được. Nếu khi mà bệnh nhân mà khám chính xác rồi mà dùng phải hướng kéo giãn rồi thì cái phương này chúng tôi cũng có thể thay được bệnh nhân đỡ phải đến một cái cơ sở nào đó. Dạ. Nhưng mà tôi sẽ nhắc đi nhắc lại là bạn muốn sử dụng cái đai tốt thì phải được bác sĩ khám và xem cái trình cái tình trạng bệnh có kéo giãn như kiểu này được không thì tôi sẽ khuyên, hoặc là không được chúng tôi sẽ khuyên rất cụ thể cho bạn. Dạ vâng, và như bác sĩ của chúng tôi đã lưu ý với quý vị rồi, đó là trước khi mà sử dụng bất kỳ một cái loại đai nào để hỗ trợ điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm thì quý vị nên có một cái sự tư vấn chuyên môn của bác sĩ để biết được cái loại đai này có phù hợp với bản thân mình hay không. Nếu không thì một là sẽ rất lãng phí về mặt tài chính, hai là có thể khiến cho bệnh nặng hơn ạ. Và bây giờ như Quỳnh xin phép được chuyển đến câu hỏi thứ hai trong chương trình ngày hôm nay của bạn có tên là Tố Nhi. Em làm việc văn phòng ngồi lâu nên có nên đeo đai hay không? Em nghe nói đeo đai nhiều mất đường cong sinh lý ạ. Thứ nhất là bạn Nhi hỏi là bạn làm văn phòng đâu, thì tức là cái ngồi lâu nó sợ một là cái cuộc sống nó sẽ xuống nhiều. Dạ. Thì nếu mà một là nếu đeo đai mà bạn có thể thích nghi được thì đeo đai có thể nó gây mình khó chịu. Dạ. Nếu bạn mà cảm thấy chấp nhận được thì bạn cũng đeo hỗ trợ thêm. Đấy, nhưng mà tốt nhất là khi bạn làm văn phòng thì sau khi một thời gian ngồi thế thì bạn có thời gian đứng dậy để thể thao một chút. Dạ. Một phút thôi. Đấy một. Thứ hai là chứ đeo đai nó chỉ tốt cho cái đường cong thôi chứ nó không cần mất là cong sinh lý cả. Dạ. Một là nó hỗ trợ được cái lưng của bạn mà bạn ngồi thế nó không bị tì xuống, thì nó không bị cong vẹo cuộc sống. Dạ. Chứ không phải là mất được cong sinh lý. Dạ. Đó là cái câu hỏi của bạn trả lời. Vâng, đó là lời giải đáp của bác sĩ dành cho bạn Tố Nhi. Và chắc là bạn cũng đã nghe được rất rõ lời tư vấn của bác sĩ rồi đúng không ạ? Và như Quỳnh xin phép đọc câu hỏi của bệnh nhân có tên là Nam Bùi. Cháu phát hiện bị thoát vị đĩa đệm L4, L5, L5S1, không đau lưng mà tê chân trái khi đi lại. Hiện tại đi kéo giãn vật lý trị liệu 10 ngày không đỡ. Ra Việt Đức bác sĩ kê cho đơn thuốc bảo là về uống được một tuần mà không thấy đỡ. Cháu đang phân vân có nên đi nắn bấm huyệt đông y hay không? Nhờ bác sĩ tư vấn giúp ạ. Thứ nhất là bạn nên là phát vị L4 này là 5S1. Ghi thoát vị rồi, Dạ vâng. Nên hiểu nó đã bị thoát vị. Thì khi mà bạn đã kéo giãn rồi và kết hợp thuốc cũng giảm đau ấy, dạ. Thì hiệu quả chưa cao. Thì thứ nhất là cái kéo giãn thì tôi nói ở trên nó chỉ một phương pháp thôi, trong một phương pháp vật lý trị liệu, dạ. Thì nó không thể thay thế được điều trị. Thì qua trình bác đã kéo giãn mà nó chưa hiệu quả. Đấy, và thử thuốc hiện nay cái phương pháp nữa là bác có thể dùng cái y học cổ truyền, dạ. Và kết hợp một phương pháp không dùng thuốc y học cổ truyền, ví dụ như là bấm huyệt châm cứu chữa đèn và cái thuốc chỉ đấy thì bệnh của bạn sẽ tốt hơn. Dạ, vâng, cảm ơn bác sĩ.